just so ever slowly turns the night in ocean blue. Oh wait, what's happening? In that dress as red as all the roses, I can't keep my eyes off you. Anh cũng đã hơn 5 năm, các cháu từ lúc các cháu biết nhau và gắn bó với nhau và cũng có nguyện vọng là kết duyên cùng nhau và được cái sự đồng thuận của anh chị và gia đình hai bên. Thì hôm nay thì họ và trai cũng rất là vui có mặt hôm nay để cùng cái với gia đình gái ra mắt con trai của tôi là Bảo Ngọc. Và chúc phúc cho Bảo Ngọc và Ngọc Anh. Thank you.